Muốn kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng không biết chọn sản phẩm gì thì đó là câu hỏi của một anh để lại trên kênh YouTube của Lê Hạ, và trong video này thì Hạ sẽ giải đáp cho các bạn về trường hợp đó. Để bắt tay với kinh doanh bất kỳ một sản phẩm nào trong mọi lĩnh vực thì đầu tiên không phải là bạn lựa chọn sản phẩm gì, mà cái đầu tiên mà bạn cần làm đó chính là tìm kiếm xem vấn đề và nhu cầu của thị trường đó là gì. Bước tiếp theo mới là tìm sản phẩm để giải quyết vấn đề và nhu cầu của thị trường đó. Nếu như mà bạn chọn một sản phẩm mà nhu cầu và thị trường nó đang rất là ít hoặc là không cần, dù có lỗ lực đến mấy thì bạn cũng rất là khó để có thể thành công. Nhưng nếu như bạn phát hiện ra rằng cái thị trường nó đang bị gặp một vấn đề này, nó gặp một vấn đề A, và mình sẽ tìm kiếm một cái sản phẩm để giải quyết được đúng cái vấn đề A đó. Mình lấy ví dụ như thế này: khi bạn đang lựa chọn kinh doanh, đang tìm kiếm kinh doanh, xác định rằng sẽ kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu nội thất, và bạn phát hiện ra rằng trong cái ngành này thì cái khí hậu của Việt Nam mình nó đang bị nóng ẩm và nhiệt độ nó đang rất là khắc nghiệt. Miền Bắc, miền Trung là hai cái nhiệt độ nó đã khác nhau rất là nhiều rồi, và thường xuyên tường và trần nhà của chúng ta bị ẩm mốc. Những cái vật liệu truyền thống, những vật liệu cũ như là thạch cao, như là giấy dán tường đang không thể giải quyết được vấn đề đó, và tuổi thọ của những cái dòng vật liệu đó nó đang không được cao như kỳ vọng của người dân mình. Vậy thì đó là vấn đề của thị trường. Và lúc này chúng ta mới đi tìm một cái sản phẩm nó giải quyết được vấn đề đó để giải quyết cho cái thị trường mà chúng ta đang gặp phải. Khi chúng ta phát hiện ra được vấn đề của thị trường rồi thì lúc này mình mới đi tìm một cái sản phẩm để giải quyết vấn đề đó. Thì hiện nay trên thị trường cái ngành vật liệu xây dựng, vật liệu hoàn thiện, sản phẩm nào là sản phẩm giải quyết được vấn đề của thị trường, vấn đề là ẩm mốc, thì nó chính là tấm ốp Haroma. Và với cái khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam hiện nay thì sản phẩm nào là sản phẩm có thể đáp ứng được mà tuổi thọ của nó có thể cao hơn những cái dòng vật liệu cũ, thì lúc bấy giờ các bạn mới bắt đầu lựa chọn cái sản phẩm đó. Và cái bước thứ hai, sau khi các bạn đã xác định được cái vấn đề của thị trường rồi thì lúc này chúng ta mới đi vào sản phẩm. Sản phẩm thì nó sẽ chia làm 3 phân khúc chính. Thứ nhất đó chính là phân khúc tầm thấp, thứ hai là tầm trung, và thứ ba là tầm cao. Nếu như các bạn lựa chọn những sản phẩm mà phân khúc tầm thấp thì ưu điểm là dễ dàng vào thị trường, nhưng mà nó kèm theo với đó chính là cái dịch vụ của chúng ta không thể nào mà tốt được, vì là chúng ta lấy giá thấp nhất để cạnh tranh thì cái tỷ suất lợi nhuận nó thấp, nên dịch vụ kèm theo phía sau là nó không thể cao, nó không còn chi phí cho cái phần để làm dịch vụ đó nữa. Và cái yếu tố thứ hai trong cái việc là mà mình lựa chọn phân khúc thấp đó chính là tiền nào thì của đấy. Các cụ nói rồi, những cái phân khúc đó thường là chúng ta hay mắc phải những cái lỗi, những cái sự cố, vì là hàng chất lượng nó không thể đảm bảo được. Để cạnh tranh họ luôn luôn tìm cách là giảm chất lượng sản phẩm. Giá thì nó tốt, rất là cạnh tranh, nhưng mà chất lượng của sản phẩm đi theo sau là không có, và dịch vụ khách hàng phía sau là thấp. Nếu như các bạn lựa chọn cái thị trường làm một lần thôi thì có thể chọn những sản phẩm như vậy, nhưng nếu như bạn đã xác định sự nghiệp, đã xác định lâu dài thì cái thị trường đó là các bạn nên xem xét. Và cái phân khúc số 2 đó là phân khúc tầm trung. Với phân khúc tầm trung, phân khúc số 2 này nó đáp ứng cho đông đảo thị phần của khách hàng của chúng ta. Với phân khúc này thì có hai yếu tố: sản phẩm tốt, và thứ hai nữa đó chính là làm thương hiệu cho nó thì chưa được mạnh. Vậy nên là cái giá của nó đang rất là sát so với cả giá trị của sản phẩm. Gần như là những cái yếu tố về thương hiệu là nó không mạnh. Mà có một điều nữa ở phân khúc này là với những cái người mà thu nhập thấp thì họ cũng sẽ muốn sử dụng những cái hàng mà nó tốt hơn một chút. Một lượng nhỏ trong cái phần phân khúc phía dưới kia sẽ muốn mua ở cái phân khúc tầm trung này. Đó. Và thay vì là bạn phân phối được cho là phân khúc tầm trung rất là đông đảo đó, thì bạn lại còn bán thêm được cả thêm một lượng nữa cho cái phân khúc tầm phía dưới kia. Vì con người ta ai cũng thế, luôn luôn có nhu cầu mong muốn hơn. Và cái phân khúc số 3 đó là phân khúc tầm cao. Với phân khúc tầm cao này thì ngoài các yếu tố là các bạn phải làm về một sản phẩm rất là tốt ra, thì có một cái yếu tố số 2, đấy là bạn phải làm thương hiệu và làm marketing thật mạnh. Với cái phân khúc này, ngoài cái việc bạn phải sản xuất, tạo ra được những sản phẩm rất là tinh tế, giải quyết được vấn đề và nhu cầu của khách hàng ra, thì bạn còn phải có một cái dịch vụ khách hàng thật sự tốt. Bởi vì phân khúc này bạn phục vụ, bạn phải xác định rằng bạn đang phục vụ ai. Bạn đang phục vụ một đối tượng đó là người có tiền. Và với những người có tiền thì thông thường họ rất là tinh tế, rất là nhạy cảm. Và dịch vụ khách hàng của bạn phải thật sự là tốt. Thì kết hợp với marketing tốt thì bạn mới có thể bán được cho cái phân khúc này. Và vừa rồi là ba cái phân khúc mà bạn có thể lựa chọn để sản phẩm. Nói tóm lại, để chọn một sản phẩm kinh doanh thì đầu tiên bạn phải đi nghiên cứu thị trường đã. Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng và nghiên cứu ra vấn đề của thị trường. Sau đó thì bạn mới ra sản phẩm để kinh doanh. Cho
chọn sản phẩm kinh doanh thì lại có 3 phân khúc: phân khúc tầm thấp, trung và cao. Bạn phải lựa chọn ra một cái phân khúc phù hợp với nguồn lực của mình. Thì như vậy bạn sẽ có cơ hội chiến thắng trong cái trò chơi kinh doanh này. Và chúc các bạn thành công. Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc lựa chọn sản phẩm để bắt tay vào kinh doanh trong ngành vật liệu xây dựng, vật liệu nội thất. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể để lại ở phần bình luận. Hạ và đội ngũ của Haroma luôn sẵn sàng để hỗ trợ các bạn. Đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ nhé. Bây giờ thì Lê Hạ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.